và những đứa con tôi được may mắn là đã theo nghề tôi. Dù chưa được là bao nhiêu, nhưng tôi hy vọng các con tôi sẽ noi gót tôi và mong sự thương mến của quý vị dành cho cháu. Nếu đây là đứa con thứ tư và vợ thứ nhất, đây là đứa con út của vợ thứ nhất, đây là đứa con út của vợ thứ ba. Những mẹ hắn đã qua đời, đây là chế khai. Mà bây giờ các con tạm giấu mặt, đừng có giấu mặt xa quá, ngồi bên ghế này để phụ họa cùng cha hát một bài hát nụ cười chua cay. That's a great.